Dạ, xin chào mọi người đã đến kênh Chủ Buôn Vlog. Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ kênh nhé. Dạ, xin chào tất cả các anh chị đã đến kênh Chủ Buôn Vlog. Thì hôm nay Chủ Buôn Vlog làm một video chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm của chú Buôn về vấn đề nuôi tôm. Thứ nhất á, là chúng ta mới vừa cái hết vào mùa nắng nóng, thì vẫn còn nóng anh chị, thì nó cuối thôi chứ không phải là hết mùa nắng nóng. Nó cũng vẫn còn nóng đực như vậy, nó vừa cuối mùa nắng nóng thôi, rồi bắt đầu vào mùa mưa. Thì những cơn mưa đầu mùa đó anh chị, thì con người của mình mà, những cơn khi mà thay đổi thời tiết, con mưa đầu mùa thì nó cũng dẫn đến cho chúng ta dễ bị cảm hay dễ bị bệnh. Thường ta nói là do cơn mưa đầu mùa thì nó sẽ làm cho người bị bệnh, và tôm nó cũng như vậy các anh chị. Thì khi mà thay đổi môi trường đột ngột từ nóng sang đợi mùa mưa thì nó sẽ dẫn đến cho con tôm chúng ta bị thay đổi môi trường, nó bị sốc. Mà thường khi mà mùa mưa xuống á, là các anh chị thường thấy con tôm của mình á, nó lờ đờ, nó bỏ ăn đi, nó lờ đờ nhầm cái, nó bơi lờ đờ trên mặt nước, nó bỏ ăn. Thứ hai nữa, nó có thể chết tỉa nữa các anh chị. Đó là những cái vấn đề mà hôm nay tôi tính làm một video chia sẻ, là những vấn đề cần lưu ý khi nuôi tôm, khi nuôi tôm mà mưa đầu mùa. Thì bởi vậy là mới có video ngày hôm nay, đó chính là mưa đầu mùa đó các anh chị. Thứ nhất á, khi mà nuôi tôm á, chúng ta để ý như thế nào về cái môi trường đó, và nồng độ pH đó các anh chị. Khi mà mưa xuống á, pH nó cũng có thể là thay đổi đó. Chúng ta phải làm sao mà cho cái pH của chúng ta nó ổn định nè. Thứ hai nữa là về màu nước. Khi mưa xuống á các anh chị, thì khi mưa xuống á thì cái màu nước của chúng ta cũng dễ bị thay đổi. Mà thứ nhất á, là vấn đề là chúng ta chưa bắt tôm. Nếu mà chúng ta chuẩn bị bắt tôm mà gặp ngay mưa đầu mùa thì chúng ta có cách xử lý như thế này. Thì chúng ta lấy nước vô, thì lấy nước vô á, là cái nước của chúng ta nó có màu, nó hơi đỏ đỏ là do nước mưa đó các anh chị. Do mưa nó xuống á thì nó làm cái nước của chúng ta lấy từ ngoài vô nó đỏ. Mà nó đỏ đây là đỏ do phèn. Khi mà nắng nóng quá trời, khi mà nắng nóng mà mưa xuống á thì nó sẽ làm cái môi trường nó bị thay đổi, nó sẽ dễ sẽ bị phèn vô. Thì chúng ta lấy phèn đó, ta lấy nước đó là lấy nước phèn vô. Thì chúng ta có cách xử lý như thế này, thì chúng ta cũng xử lý như chúng ta mà nuôi tôm. Thì chúng ta cũng sử dụng clo nè để xử lý nước nè. Rồi sau đó chúng ta sử dụng 1000 mét khối rồi là thuốc tím nè. Tức thuốc tím là 1000 mét khối là khoảng 2 kg. 1000 mét khối khoảng 2 kg thuốc tím. Rồi sau đó ta sử dụng xong rồi cái đó, rồi chúng ta đánh vôi CaCO3 để cho nó lắng lại. Rồi nếu mà canh chị kỹ nữa là để cho nó diệt kim loại, tại vì phèn nó là những loại kim loại nặng, thì chúng ta đánh Edeta vô để chúng ta khử các kim loại nặng đó nha anh chị. Rồi sau đó thì các anh chị cứ sử dụng các khác để gây màu nước thì chúng ta bắt tôm vô. Còn nếu mà các anh chị đã có nuôi tôm rồi và cái nước mà ngay mùa mưa thì chúng ta cần lưu ý cái gì? Thứ nhất về môi trường. Về môi trường chúng ta cũng lưu ý là trên độ pH coi nó có tăng giảm hay không. Độ kiềm coi nó có tăng giảm hay không. Nếu có thì chúng ta cứ nâng lên, hay là nâng, nếu mà nó giảm hay tăng thì chúng ta cứ làm cho nó cho nó ổn định lại, cho nó ổn định là môi trường lại. Cái thứ hai nữa là cái nước nó cũng có thể đỏ đỏ, cũng có thể đỏ đỏ thì chúng ta cứ đánh gieo hay vôi CaCO3 đó, rồi sau đó rồi chúng ta xử lý là bằng Edeta vô để cho tôm cho nó diệt khỏi những kim loại nặng. Tại vì khi mưa mà trên bờ nó chút xuống á, thì nó cũng dễ bị trên bờ nó chút xuống á, cũng nó cũng dễ bị nước của chúng ta bị đục. Edeta nó cũng làm cho cái những chất lơ lửng trong nước đó, nó cũng lắng xuống luôn. Nó cũng hay chỗ đó. Khi tôm của chúng ta nó có biểu hiện xin lỗi nha chị. Khi tôm của chúng ta nó có biểu hiện mà như dạng là nó lờ đờ trên mặt nước ấy, thì chúng ta đầu tiên á là chúng ta tạt vô ca để chi, để cho nó tỉnh lại, cho nó đừng có nổi lờ đờ trong nước. Rồi sau đó chúng ta xử lý cái môi trường. Xử lý môi trường là chúng ta coi cái môi trường của chúng ta là nó có dễ bị giảm pH hay giảm kiềm hay không, thì chúng ta xử lý. Chúng ta xử lý rồi chúng ta tăng cường oxy nha anh chị, nhớ là tăng cường oxy. Tăng cường oxy thì chúng ta đánh vô ca thì hay là oxy diên gì đó thì chúng ta tạt vô để cho cái môi trường nước của chúng ta có nhiều oxy. Tại vì mưa đầu mùa là hiếm khi mà có gió, nó đứng gió nhiều, là chúng ta đã tăng cường oxy lên. Tăng cường oxy lên thì tôm chúng ta sẽ nó lại nó bình thường. Thứ hai nữa là chúng ta cho ăn
chúng ta cho ăn thì ngay mùa mưa hay mưa đầu mùa thì chúng ta giảm lại thức ăn các anh chị, để chi, để cho nó đừng có dư thừa thức ăn quá, nó sản sinh ra những cái khí độc ở dưới, chứ nó tụ lại nó sản sinh những khí độc, thì chúng ta làm giảm ăn lại và chúng ta chọn cho nó là những cái loại vitamin như là vitamin C để chi cho tôm nó mình tăng cường đề kháng, không thôi là chúng ta tạt C để chơi tạt C vô ao tôm ta để chúng ta cho nó hòa chung với nước, để khi mà tôm nó hô hấp các anh chị nó sẽ chắt lọc được những cái nó sẽ hít được những cái chất đó vô tôm của mình, thì cái đó là hai cách để chúng ta bổ sung vitamin C. Thứ nhất là tạt để cho tôm nó hô hấp qua con đường đó, qua con đường hô hấp. Thứ hai nữa là qua con đường ăn đó, cái đó là vấn đề chúng ta tạt C. Thứ hai nữa là khi mà mùa mưa xuống á, thì cái những các sinh vật á, những các sinh vật khác á, vậy nó thường nảy nở hơn, thí dụ như là các loại cá hay là ếch nhái gì đó anh chị, thì nó sẽ xuống dưới ao của mình á, thì nó sinh sôi đẻ nở nảy nở nó đẻ, thì tôm của chúng ta khi mà cái đó là nó đẻ nó ở cái dạng còn phôi hay là những sinh vật khác nó đang kích thích để cho quá trình của nó sinh sản vào đầu mùa mưa, thì tôm của chúng ta sẽ ăn những cái con đó, thì nó sẽ dẫn đến là cái đường ruột tiêu hóa của nó dễ bị bệnh, hay là nó sẽ dễ bị do nó hoạt động cái bụng như dạng là cái đường tiêu hóa nó hoạt động quá nhiều quá, thì dễ dẫn đến là tôm nó, cái đường ruột nó yếu, nên vì vậy là chúng ta chú ý đến cái vấn đề đường ruột nữa anh chị. Và thường mưa đầu mùa xuống thì chúng ta cũng chú ý đến gan nữa, chúng ta chú ý đến gan, thì đầu tiên là chúng ta chọn những thuốc để phòng ngừa gan, thứ hai là chúng ta tạt những loại thuốc về chất dinh dưỡng để ngừa gan, rồi sau đó chúng ta mới xử lý cái đường ruột nha anh chị, chúng ta mới đề phòng cái đường ruột. Và cách cái đó là cái vấn đề đầu tiên á, là khi mà mùa mưa xuống là chúng ta cứ đề phòng nó, môi trường nãy tôi nói rồi là chúng ta xử lý về gan nó cái, chúng ta ngừa nó một gan cái khoảng tuần hai tuần đó, rồi sau đó chúng ta xử lý về đường ruột đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta coi á, là coi các khoáng chất trong chúng ta bổ sung khoáng chất. Thứ nhất á, khi mùa mưa nó sẽ thay đổi môi trường thì dẫn đến cái tôm chúng ta thường xuyên lột anh chị, thường xuyên lột á, thì chúng ta cũng phải coi cái môi trường độ kiềm nó như thế nào, coi cỡ canxi magie trong ao tôm chúng ta nào chúng ta bổ sung chúng ta tạt vôi, hay là chúng ta bổ sung những cái khoáng chất cho tôm nó ăn, để cho tôm nó hoàn thiện cái vỏ nó lại, để cho nó tránh những cái môi trường, hoàn thiện cái vỏ nó lại là sẽ tránh được cái môi trường tác động lên nó đó. Cái đó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với những người nuôi của tôm của chúng ta. Thì ba cách đó. Thì thứ hai nữa là khi mà tôm lớn thì chúng ta, cái đó là tôm nhỏ, rồi tôm lớn thì chúng ta cũng gắng chú ý cũng sử dụng như cái giải pháp này, và chúng ta chú ý đến là vấn đề cái môi trường, chú ý đến vấn đề môi trường. Thứ hai nữa là coi nó có bị đường ruột hay không. Thì thường mấy cái đó là tôm lớn thì chúng ta thì với mấy vấn đề đó thì nó thường xuyên xảy ra hơn, thì chúng ta đang dưỡng nó mà đó, thì chúng ta phải coi chú ý đến những cái vấn đề về môi trường nó cho tốt, để tránh tôm bị sốc. Khi mà tôm lớn thì nó cũng dễ bị sốc bình thường nha anh chị, chứ nó không có là chúng ta nói là chúng nó lớn là không có sốc đâu, không, cũng tùy loại tôm mà, nhưng mà cũng tùy từng đàn tôm chứ không phải là loại tôm, cũng tùy từng đàn tôm vì nó hợp nó khỏe. Còn thứ hai nữa là khi nó hơi yếu đó, nó gặp môi trường nó biến đổi thì nó sẽ bị sốc liền đó. Đây là những cái vấn đề mà tôi chia sẻ mà khi các anh chị nuôi tôm á vào mùa mưa, thì đây là video chia sẻ về kinh nghiệm của tôi nghe các anh chị, kinh nghiệm của bản thân tôi. Thứ nhất là tôi không phải là kỹ sư, tôi chính là người nông dân thôi, người nông dân nuôi tôm thôi, thì nuôi tôm tính đây cũng bốn năm rồi, thì là cũng có một chút ít kinh nghiệm thôi. Đây là chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Thì các anh chị á, nào có nuôi tôm á, mà các anh chị có cách nào mà xử lý nó hay á, thì các anh chị cứ bình luận ở dưới, và chúng anh em chúng ta thì cùng trao đổi học tập để cho nó phát triển hơn. Chứ cái này nè, các anh chị nuôi tôm nè, cái này không ai hay hơn ai, và do ở kinh nghiệm nuôi của mọi người thôi. Đó, kinh nghiệm nuôi của mọi người. Mà khi mà tôi đưa qua ra vấn đề này thì các anh chị cũng phải, các anh chị là những người nuôi tôm, chủ vuông tôm của các anh chị, thì các anh chị nó sẽ biết
thay đổi của vuông tôm của các chị như thế nào. Tôi nói là trên cái vấn đề là tôi rút rỉa kinh nghiệm từ cái ao tôm của tôi, còn ao tôm của các anh chị nó sẽ khác, thì các anh chị cũng đây là xem tham khảo để chi, để đối đối chiếu với ao tôm của các anh chị nó có điều giống nhau hay không giống nhau chỗ nào, thì các anh chị sẽ có biết tự có biết cách xử lý của anh chị nha các anh chị. Đó, đây là video về chia sẻ những điều cần lưu ý khi cơn mưa đầu mùa trong ao nuôi tôm nha. Đó thì video đến đây là kết thúc, thì chủ vuông vlog cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video, và các anh chị có ý kiến gì đó thì các anh chị cứ bình luận ở dưới, tôi sẽ trả lời các anh chị sau nha các anh chị. Tạm biệt các anh chị ạ.